Sáng ngày 28 tháng 10, tại sân bóng Tân Triều, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá thường niên Tổng công ty Vận tải Hà Nội lần thứ 16 năm 2023. Giải bóng đá nhằm tạo sân chơi cho các đơn vị trong Tổng công ty Vận tải Hà Nội cũng như cơ hội rèn luyện thể thao nâng cao thể chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên. Tham dự lễ khai mạc và cổ vũ cho giải đấu có ông Hà Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Transerco. Ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Transerco. Ngoài ra còn có sự góp mặt của các ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, các phó tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo công đoàn, đoàn thanh niên của Transerco cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội, đặc biệt là sự góp mặt của hơn 210 vận động viên thuộc 15 đơn vị tham gia giải. Đây là chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Với tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá mini thường niên. Trải qua nhiều mùa giải được tổ chức thành công, đến nay, giải bóng đá Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã trở thành một phong trào sôi nổi, uy tín, một sân chơi hấp dẫn, phù hợp cho tất cả mọi người. Giải đấu lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao Tổng công ty, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả, các cổ động viên những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Giải bóng đá là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty 2004-2024. Theo kế hoạch, giải đấu bắt đầu diễn ra từ ngày 25 tháng 10 và đến ngày 11 tháng 11 năm 2023 sẽ diễn ra trận chung kết, tổng kết mùa giải